Hello, bên này xin trân trọng kính chào quý vị khán giả gần xa, quý vị khán giả trong nước và hải ngoại. Xưa nay thì trên không gian mạng nó xảy ra một cái cuộc chiến dai dẳng giữa hai, gọi là giữa hai thế lực đi. Một bên thì là bảo vệ sự bình yên của xã hội, bảo vệ chế độ. Còn một bên thì là lúc nào cũng đi theo một cái gọi là cái lý tưởng quốc gia, nhưng mà không biết cái lý tưởng quốc gia nó được định nghĩa như thế nào, thì chống phá chế độ, phục dựng lại cái gọi là cái thây ma Việt Nam Cộng Hòa. Người dân ở trong nước thì tự phát đến tự giác, và cũng có những cái gì cái ý kiến tiếng nói từ phía đảng nhà nước, gọi là phát huy vai trò của nhân dân, thì cái này cũng rất là hay. Nhưng mà ngược lại phía bên kia, có phải là họ là thuần túy chỉ là tự giác hay là với cái lòng thù hận hay không, khi mà có người thì ăn nói là như thế này người như thế kia, nhưng mà rốt cuộc là cái tính tổ chức của họ cũng rất là cao. Thứ nhất là rất là cao. Cái thứ hai là nếu mà xét về công bằng tương quan lực lượng ấy, thì họ chẳng có cái gì, không có một cái cơ sở nào để họ làm được cái việc gọi là lật đổ cộng sản cả, ngoài cái việc chửi bới và bắt đầu là quấy rối xã hội. Thưa giáo sư, thì theo như giáo sư ấy, thì là ai đứng sau họ? Đấy. Ai đứng sau họ để làm những cái việc này? Mời giáo sư Biết Tuất, ngài cứ việc thể hiện một câu phong phách rất tuổi tin và rất mất lịch sự của mình, nhưng mà theo tôi đấy là đáng yêu đấy ạ. 10 ngày. Những gì mà mấy chục năm nay nước Mỹ không làm được ở trên đất nước này, thì con cháu của các ngài, thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai sẽ giúp nước Mỹ thực hiện giấc mơ của người Mỹ. 20 năm sau, chúng tôi sẽ trở lại Việt Nam, không phải là với xe tăng, đại bác, chiến hạm hay pháo đài bay, mà bằng sấp đô la. Nước Mỹ đã từng tuyên bố rằng cờ Mỹ sẽ bay không chỉ ở Sài Gòn, mà hiên ngang giữa lòng Hà Nội. Những gì bom đạn không thể làm được thì sức mạnh của đồng đô la sẽ giải quyết. Người Việt Nam sẽ đón chúng ta như một ân nhân. Có vẻ như giáo sư đang bắt đầu là nói đến xác định đúng thủ phạm rồi. Cảm ơn giáo sư. Thủ phạm thì thực ra là chúng ta nói như là những cái lời thoại nhân vật trong phim, các bộ phim hài hước, phim phù thủy. Thủ phạm thì ai cũng biết là ai. Cái nhân vật ai cũng biết là ai này, bây giờ chúng ta định hình đó chính là người Mỹ. Thôi thì tôi cảm thấy hình như giáo sư lại từ người Mỹ, thì giáo sư đang nói đến cái câu chuyện dự án Obama. Nhưng mà trước khi nói đến cái dự án này thì mời giáo sư có thể trao đổi một chút về cái phương thức thủ đoạn của các thế lực chống phá, họ thường làm như thế nào. 10 ngày. Chế độ ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa là chế độ tay sai bán nước do Mỹ lập ra để cai trị miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975. Hầu hết các thành phần lãnh đạo, tướng lĩnh của ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa đều đã từng đứng dưới chế độ ngụy quyền quốc gia Việt Nam do thực dân Pháp lập ra, học trong các trường quân sự của Pháp và chiến đấu trong các chiến dịch chống lực lượng giải phóng dân tộc Việt Nam, đặc biệt là trong trận Điện Biên Phủ. Chúng ta đừng bao giờ quên những lời người Mỹ nói. Những gì bom đạn không thể làm được thì sức mạnh của đồng đô la sẽ giải quyết. Người Việt Nam sẽ đón chúng ta như những vị ân nhân. Và đó là mục tiêu mà Mỹ không bao giờ từ bỏ. Với việc đầu tiên là phải tẩy xóa sự thật các cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam bằng những đồng đô la sơ bẩn từ việc xuyên tạc sự thật lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta. Thông qua mạng Internet, trước đây các trang blog, diễn đàn, YouTube và giờ đây tập trung chủ yếu là trên Facebook, chúng đã có rất nhiều bài viết xuyên tạc về lịch sử và tình hình xã hội của Việt Nam. Khi thời cơ chín muồi, Mỹ sẽ tìm cớ để đưa quân đội quay lại Việt Nam, lập nên chính quyền bù nhìn tài sai của Mỹ, như các nước ở khu vực Trung Đông hay Bắc Phi. Tôi thật sự khâm phục giáo sư. Mặc dù là những cái việc này, rồi là cái gì, dự án Obama, thì khả năng là quý khán giả cũng như là tôi thì cũng đã biết, và thực tế là tôi cũng làm một cái chương trình nói tương tự chi tiết. Nhưng mà tôi thực sự khâm phục giáo sư, ngoài cái nhân vật ai cũng biết là ai, lại còn một cái thế lực ai cũng biết là ai nữa, khi mà giáo sư đặt vấn đề đến là gì, đế quốc thần quyền và đế quốc thế quyền đã cấu kết với nhau để làm những cái việc như thế này. Thì
Ngoài những cái việc xuyên tạc ra, họ còn có những cái việc tẩy trắng bôi đen lịch sử, rồi thì làm cho dao động tư tưởng của một số bộ phận nhân dân trở nên là cuồng Tây, cuồng Mỹ, rồi cũng cùng lệch lạc tư tưởng. Xin mời giáo sư bình luận tiếp. Không phải ngẫu nhiên mà các hành vi ngụy sử, lật sử và tẩy trắng lịch sử đã diễn ra một cách rầm rộ và công khai như hiện nay. Tất cả đều nằm trong chiến lược được các đế quốc thế quyền, thần quyền phương Tây vạch ra với sự phản bội của một bộ phận người nói tiếng Việt ở trong nước. Hơn bao giờ hết, mỗi người Việt Nam cần phải tỉnh táo để tránh lặp lại bài học như tại Ukraine hiện nay, nơi mà máu xương của lớp lớp các anh hùng liệt sĩ đã bị bôi nhọ và xúc phạm. Tôi tin rằng với sự anh linh của tiền tổ Lạc Hồng, nước Việt Nam sẽ ngày càng độc lập, hùng cường và sẽ không có một thế lực nào có thể ngăn cản được điều đó. Kế hoạch thâm độc của các đế quốc thần quyền và thế quyền Tây Phương sẽ thất bại. Cho đến nay quả thật là những gì mà Mỹ đã tuyên bố đang manh nha trở thành sự thật. Và không phải ngẫu nhiên mà người Mỹ lại tự tin tuyên bố như vậy. Nước Mỹ có một nguồn tiền của bao la với hệ thống tài chính petrodollar đang nằm trong tay. Mỹ có thể in tiền một cách vô tội vạ mà không sợ lạm phát và dùng nó để giải ra mọi chiến dịch chuyển khắp toàn cầu. Trong lĩnh vực truyền thông cũng vậy, nhiều tờ báo me Tây tiếng Việt đã trở thành cánh tay nối dài, đắc lực nối dài cho truyền thông phương Tây. Họ đơn giản chỉ bê nguyên các bài báo Tây phương về dịch rồi in ra cho độc giả đọc mà không biết rằng trong đó chứa đầy thông tin tâm lý chiến, xuyên tạc và bịa đặt. Bên cạnh đó, Liên minh Đế quốc và Đế quốc thần quyền Tây phương khác cũng đang giáo diết thực hiện chiến lược ngụy sử, lật sử và tẩy trắng lịch sử, một phần trong cách mạng trắng và diễn biến hòa bình tại Việt Nam. Có thể bạn còn nhớ khi Obama sang thăm Việt Nam, nhiều người Việt đã coi ông ta như một thần tượng, họ ca ngợi Obama như một lãnh đạo thân thiện. Nhưng có thể bạn không biết rằng, người nhận giải Nobel Hòa bình Obama chính là người đã gây ra 7 cuộc chiến dưới thời kỳ ông ta nắm quyền ở Mỹ. Obama chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh dài nhất của Mỹ tại Afghanistan khi ông ta lên nắm quyền năm 2009. Tháng 3 năm 2011, Obama tuyên bố Mỹ sẽ tham gia vào một liên minh không kích vào Libya. Các cuộc không kích cuối cùng đã kết thúc với cái chết của nhà lãnh đạo lâu năm Muammar Gaddafi. Và Libya từ một trong các quốc gia giàu có thịnh vượng nhất châu Phi này đã trở thành một vùng đất nghèo đói loạn lạc, nội chiến giữa các phe phái và chưa thể tìm ra lối thoát. Obama cũng là chủ mưu trong việc mua chuộc những kẻ biến chất thoái hóa trong các cơ quan báo chí giáo dục Việt Nam để phát động phong trào xét lại lịch sử, công nhận ngụy quyền Sài Gòn là chính danh và tôn vinh những kẻ phản quốc như Nguyễn Ánh, Phan Thánh Giản với chiêu bài hòa hợp dân tộc. Chúng cố tình một mặt bôi nhọ tính chính nghĩa trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mặt khác chúng cố tình tung hô bản chất chế độ tay sai bản nước của ngụy quân ngụy quyền. Thông qua chiến lược ngụy sử, lật sử và tẩy trắng lịch sử, chúng công khai tuyên bố Việt Nam đã đuổi đi hai nền văn minh Pháp-Mỹ, hay công khai kêu gọi bỏ từ ngụy trong lịch sử. Thực tế đây là một chiến dịch tẩy trắng lịch sử nhằm chạy tội cho giặc ngụy, dừa nhục cho Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam bằng một dự án quy mô lớn của cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA với tên gọi Dự án tưởng niệm chiến tranh Việt Nam do Obama phát động bởi một đạo luật khởi động năm 2012. Dự án này chia 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, 2012-2014, tổ chức các hoạt động tưởng niệm ở Mỹ. Giai đoạn 2, 2014-2017, xây dựng chân rết ở Mỹ và các quốc gia khắp thế giới. Tất nhiên Việt Nam là chính. Giai đoạn 3, 2017-2025 là giai đoạn cao điểm, nội dung chính là nhằm tôn vinh lính Mỹ, lính ngụy, xóa bỏ hội chứng Việt Nam, sửa đổi lịch sử, tẩy xóa sự thật cuộc chiến ở Việt Nam. Tiền ngân sách ban đầu là 5 triệu đô la trên năm, sau nâng lên 180 triệu trên 13 năm, nhưng thực tế số tiền còn lớn hơn nhiều so với dự án này. Dự án Obama đang trong giai đoạn 3, như vậy là sẽ kết thúc vào năm 2025, đó là lý do tại sao nhiều kẻ đang điên cuồng xuyên tạc lịch sử. Một lần nữa tôi kêu gọi con rồng cháu tiên trên toàn thế giới hãy đoàn kết lại. Rất cảm ơn giáo sư về một buổi nói chuyện hết sức là thú vị và sâu sắc. Một lần nữa tôi bày tỏ sự khâm phục và khẳng định rằng không có một thứ gì làm xói mòn đi lòng tin và sự khâm phục của tôi cũng như quý vị khán giả vào sự uyên bác của giáo sư trong mỗi vấn đề được chúng ta đưa ra, vấn đề xã hội được chúng ta đưa ra để bình luận soi chiếu trong nhiều góc độ khác nhau. Cảm ơn giáo sư một lần nữa, xin chúc ngài sức khỏe. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình nói chuyện của Biên Ải đối với giáo sư Biết Tuốt hôm nay thì đã kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip lần sau. Xin trân trọng kính chào.